Các bạn ơi, đây là thành phẩm của món cơm rang trứng mình vừa mới nấu xong đây ạ. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn đúng không các bạn? Và làm sao để chúng ta có được một cái món cơm rang trứng vừa ngon vừa hấp dẫn như thế này? Thì mình mời các bạn nay sẽ vào bếp cùng với mình để làm món này các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm cái món cơm rang trứng các bạn nhé. Đây là một cái món rất là đơn giản và chúng ta có thể thực hiện rất là nhanh và ăn thì lại ngon nữa. Và các bạn nhỏ thì sẽ cực kỳ thích cái món cơm rang trứng. Không biết là ở nhà các bạn nhỏ có thích ăn không, nhưng nhà mình là hay ăn cơm rang trứng lắm. Cho nên là mình làm ở đây đó là để dành cho các bạn nhỏ hoặc là những ai mà quá là bận rộn về thời gian, thì đây là một cái công thức cực kỳ đơn giản các bạn nha. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái bát cơm lớn một chút. Các bạn nấu xong rồi các bạn để nguội nó như thế này rồi chúng ta mới đem đi rang nha. 4 trái trứng vịt và hành khô. Hành khô này thì các bạn sẽ sử dụng cho mình 30g nhá. Đập dập thôi chứ không cần băm nhỏ. Trước hết thì các bạn sẽ đập cho mình cái phần trứng. Trứng này thì mình sẽ tách lấy cái phần lòng đỏ. Con vịt này nó là trứng hai lòng này các bạn này. Sau khi mà các bạn đã đập trứng ra như thế này và lấy lòng đỏ thôi các bạn nhé, thì bây giờ các bạn sẽ trộn đều cái phần lòng đỏ này với trứng cho mình nha. Các bạn sẽ đeo bao tay vào và các bạn trộn đều cái phần trứng này với cái phần cơm nhé. Các bạn chỉ cho mình cái lòng đỏ thôi, chứ các bạn mà cho lòng trắng vào là cái cơm này nó sẽ rất là ướt này. Cái phần lòng trắng thì các bạn có thể đánh bông lên rồi mình chiên, mình ăn kèm. Đó, sau khi mà các bạn đã trộn đều như này thì để cho nó khô khô một chút rồi mình sẽ đi chiên nha. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái chảo và cho dầu vào nha. Để có được cái món cơm rang ngon thì các bạn sẽ phải cho hơi nhiều dầu một chút hoặc là mỡ heo ấy, để các bạn rang thì nó mới có cái độ bóng của cơm. Các bạn cho hành vào, các bạn khi vàng lên cho mình thật là vàng thì mình mới bắt đầu mình cho cơm vào nhé. Khi mà các bạn thấy cái phần hành khô của mình nó vàng được như thế này rồi và dậy mùi rất là thơm rồi thì các bạn sẽ cho cái phần cơm vào nhé. Cơm rang này thì các bạn sẽ phải đảo đều tay cho mình một chút.
mình sẽ thêm vào một chút xíu dầu ăn để cho cái phần cơm nó được bóng và săn hơn. Cái cơm rang là cái phần hạt cơm nó phải khô và nó săn lại các bạn nhé. Khi mà các bạn rang cơm như thế này thì các bạn sẽ đảo cho mình để cho nó bốc hết cái phần hơi nước ở trong cơm đi, cái phần nước ở trong cái phần cơm này, phần trứng này. Và khi nào các bạn thấy cái sợi cơm, những cái hạt cơm này nó tách hẳn nhau ra thì là được, lúc đó chúng ta bắt đầu mới nêm gia vị các bạn nhé. Các bạn ơi, khi mà các bạn thấy cái phần cơm của mình nó đã khô rốt như thế này và cái hạt cơm nó bóng, các bạn nhìn rõ không ạ, cái hạt cơm nó bóng như thế này thì mình bắt đầu mình nêm gia vị nhé, để cho cái phần cơm nó được ngấm gia vị hơn. Các bạn sẽ nêm cho mình 1/2 muỗng muối này. Sẽ nếm thử cho mình nhé, nếu mà nhạt quá thì các bạn sẽ thêm cho mình một chút xíu muối nữa, và tùy độ mặn ngọt mà các bạn muốn ăn. Ở trong các bạn trong miền Nam thì hay thường cho thêm đường vào để cho cái món cơm nó được có cái vị ngọt, còn ở ngoài miền Bắc của mình thì không có cho đường vào cơm, cho nên là cái món này mình không có cho các bạn nha. Và tuyệt đối với những cái món cơm rang thì các bạn không nên cho nước mắm, tại vì cho nước mắm thì nó sẽ làm cho món cơm của mình nó ướt. Hoặc là nếu có cho thì các bạn cho một chút xíu thôi, khoảng độ 1 muỗng cà phê thôi, để cho nó dậy lên cái mùi thơm. Và cái món cơm rang này các bạn ăn cùng với cả cái thịt nấu theo kiểu kho quẹt á là ngon lắm. Các bạn ơi, khi mà các bạn thấy cái phần cơm của mình nó đã khô được như thế này rồi thì các bạn sẽ cho một chút xíu giấm ở bên ngoài nhé, để cho nó dậy lên cái mùi thơm, khoảng độ một thìa ăn phở giấm. Các bạn cứ thử mà xem, sẽ rất là ngon và hấp dẫn nhé. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và cho ra một cái đĩa các bạn nha. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái đĩa lớn này. Các bạn cho phần cơm vào. Cơm rang này thì các bạn ăn kèm với cả rau sống như thế này, rất là ngon. Cái phần rau ở phía dưới nó sẽ tái ra như là các bạn nhúng á. Ăn kèm với rau sống này, dưa leo. Đây các bạn ơi, đây là toàn bộ cái phần thành phẩm đây, rất là ngon đúng không các bạn? Và cái món này là mình phải ăn kèm với cả cái món thịt này. Thịt nấu theo kiểu kho quẹt kiểu rang ấy các bạn chiên nó vàng hết cái phần ngoài của miếng thịt đi, sau đó thì mình dùng một muỗng nước hà cùng với mắm này và bột ngọt. Thế là chúng ta đã có một cái món rất là ngon. Và đây cơm thì có cái độ giòn tơi và rất là xốp, ăn ngon. Và khi mà các bạn cho một chút xíu giấm vào như vậy á, nó dậy lên cái mùi thơm của cơm rang vô cùng luôn. Và mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.